Dưới sự chỉ đạo trực tiếp sát sao của đồng chí giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh, sau thời gian tập trung lực lượng quyết liệt truy tìm, dạng sáng nay mùng 9 tháng 9, tại số nhà 208 Tôn Đức Thắng phường Hàng Bột quận Đống Đa thành phố Hà Nội. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, chủ trì phối hợp Công an thị xã Từ Sơn, Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Đống Đa thành phố Hà Nội đã đột kích bắt giữ đối tượng Đặng Trung Kiên, 47 tuổi ở khu phố Tân Lập phường Đình Bảng thị xã Từ Sơn về hành vi hành hạ con, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Như tin đã đưa ngày mùng 5 tháng 9, tại khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Công an tỉnh Bắc Ninh đã giải cứu thành công bé gái Vũ Đặng Ngọc Anh, 6 tuổi, bị bố đẻ là Đặng Trung Kiên bạo hành với nhiều thương tích trên người. Thu giữ tại nhà và trên xe ô tô của Kiên một khẩu súng K-59, có một hộp tiếp đạn 7 viên, trong đó một viên đã lên nòng. Một bộ tiếp đạn bên ngoài có 7 viên đạn, hai dao, một kiếm, một cân tiểu ly và khoảng 1.015 gam ma túy tổng hợp. Đặng Trung Kiên là đối tượng có nhiều tiền án và có quan hệ phức tạp với các đối tượng hoạt động về ma túy. Sau khi chạy trốn khỏi khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Kiên đã lẩn trốn tại số nhà 208 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tiến hành khám xét ngôi nhà trên, lực lượng công an thu giữ nhiều điện thoại, sim và tăng vật liên quan đến việc chạy trốn của Kiên. Đồng thời tại quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội, lực lượng công an thu giữ một xe mô tô hiệu Exciter màu xanh, biển kiểm soát 29E2 473.16 là phương tiện kiên sử dụng trong quá trình chạy trốn. Việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng Kiên đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và quần chúng nhân dân đã thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công chấn áp tội phạm, khắc phục mọi khó khăn của lực lượng công an tỉnh, qua đó tạo được lòng tin của nhân dân với lực lượng công an hiện công an thị xã từ sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đặng trung kiên về hành vi hành hạ con tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng